ở trong cái Phật thừa thì chắc chắn rằng không có người nào đi nổi. Và khi mà họ đi không nổi thì họ sẽ thối chuyển. Do đó Đức Phật phải tùy duyên mà giảng ba thừa. Tất nhiên là Đức Phật nói quý vị hãy tu đi, quý vị sẽ chứng được, ít lắm là trong hiện kiếp này quý vị sẽ đạt được cái quả an lạc đầu tiên là A-la-hán. Quý vị hãy tu đi, và quý vị sau khi mà quý vị liễu ngộ được pháp thập nhị nhân duyên, quý vị sẽ chứng đắc được quả Bích Chi Phật. Và sau cùng nếu mà quý vị ráng tinh tấn tu nữa, đi vào trong cái phạm hạnh của Bồ Tát, thì quý vị sẽ đạt được cái quả Bồ Tát. À, như vậy, vậy thì ba cái quả này khi mà Đức Phật giảng ra thì thấy nó dễ dàng cho chúng sinh lúc bấy giờ. Và khi mà chúng sinh đã lãnh hội được những cái phương pháp này, đã tu, đã đầy đủ cái công năng, đã nhập được vào ở trong chánh định của sự an tịnh này, thì lúc bấy giờ Đức Phật mới nói, lúc trước là tại vì ta thấy các vị chưa đầy đủ công năng, do đó mới phân cái Phật thừa ra làm ba thừa. Và cái cảnh giới mà tất cả quý vị đang ở bây giờ, đang nhập bây giờ, cái đó chỉ là một cảnh giới quá thành mà thôi, chưa phải là cảnh giới thật sự mà an vui tịch tịnh. Quý vị muốn mà được diệt độ thật sự thì phải bước lên một cái bước nữa là cái quả của Phật thừa. A Di Đà Phật. Rồi thầy mời chánh Chân Nguyên Pháp lên đọc tiếp phần kế tiếp. Thí dụ đường hiểm nhiều nạn dữ, dài nắm chấm gió tuần, chốn nghi sợ hoang vắng không người. Nếu chúng ta muốn đi qua con đường này đến chỗ chứng bảo, có một vị đạo sư thông minh sáng suốt khéo biết rõ tướng thông bích của con đường hiểm, dắt chúng nhân vượt qua nạn đó. Chúng nhân được dắt đi giữa đường, lười mỏi bạch đạo sư rằng, chúng con mình nhọc lại thêm sợ sệt, chẳng có thể đi nữa, đường trước lại xa muốn lui về. Vị đạo sư nhiều sức phương tiện mà tự nghĩ rằng, bọn này đáng thương, làm sao cảm bỏ chân bạo lớn mà muốn lui về. Nghĩ thế rồi dùng sức phương tiện ở giữa đường hiểm, qua 300 do tuần, hóa là một cái thành bảo mà bảo chúng nhân rằng, các ngươi chớ sợ, đường lui về, nay thành lớn có thể dừng, ở đó tùy ý, muốn làm gì thì làm. Nếu vào thành này sẽ rất được an ổn, nếu có thể, lại thẳng đến chỗ chứng báo đi cũng được. Bây giờ chúng mọi mệt rất vui, mừng khen chưa từng có, chúng ta hôm nay khỏi được đường dữ rất được an ổn, đó rồi chúng nhân thẳng vào hóa thành, sanh lòng, tưởng cho rằng đã được độ an ổn rồi. Lúc ấy đạo sư biết chúng nhân đó đã được nghỉ ngơi không còn mệt mỏi, liền dịch hóa thành bảo chúng nhân rằng, các ngươi nên đi tới chỗ chứng báo ở gần đây, thành lớn đó là của ta biến hóa ra để nghỉ ngơi thôi. Các tỳ kheo, Đức Như Lai cũng lại như thế, nay vì các ông làm vị đại đạo sư, biết các đường giữ sanh tử phiền não hiểm nạn dài xa nên bỏ nên vượt qua. Nếu như chúng sanh chỉ nghe một Phật thừa thôi, chẳng muốn thấy Phật, chẳng muốn gần gũi, mà nghĩ như thế này, đạo Phật dài xa lâu, ngày chịu khổ cần khổ mới có thể được thành Phật. Phật biết tâm chúng đó khiếp nhược hà liệt, phải dùng sức phương tiện mà ở giữa đường, để vì nghỉ ngơi nên nói hai món niết bàn. Nếu chúng sanh chịu nơi hai bậc, Đức Như Lai bây giờ liền bèn người nói, chỗ tu các ông chưa xong, bậc của các ông ở gần với huệ Phật, phải quan sát suy lượng niết bàn đã được đó, chẳng phải chân thật vậy. Chỉ là sức phương tiện của Như Lai ở nơi một Phật thừa phân biệt nói thành ba. Như vị đạo sư kia cho vị mọi người nghỉ ngơi, hóa làm thành lớn, đã biết nghĩ xong mà bảo đó rằng, chỗ châu báu ở gần, thành này không phải thật, của ta biến hóa làm ra đó thôi. Lúc đó Đức Thế Tôn muốn tuyên lại nghĩa trên mà nói kệ rằng, A Di Đà Phật, xin kính thỉnh thầy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thì trong cái đoạn kinh này
là Đức Phật là thí dụ. Chẳng hạn như tất cả chúng sinh muốn đi tìm châu báu, nhưng mà đi nửa đường là bắt đầu sanh ra cái tâm thối chuyển, mỏi mệt, muốn lui về. Thì lúc bấy giờ, nếu mà cái vị mà hướng dẫn đoàn đó là vị đạo sư đó, mà bây giờ nếu mà không có làm có một cái chỗ để cho chúng sinh an trụ, thì chúng sinh chắc chắn rằng sẽ từ từ lui bước mà trở về. Bởi vì chúng sinh thì thường thường căn tánh không có thể nào mà đạt đến cái chỗ mà trí tuệ thâm hiểu được những cái pháp vô tướng đại thừa. Do đó, trên cái đường tu, những cái vị này rất là thối chuyển. Nhất là trên con đường tu mà mình những vị thầy đỡ đầu của mình đã mất đi. Chẳng hạn thầy thí dụ thôi, có những vị thầy vô trong cái chùa tu, nhưng mà khi mà vào tu đó thì thầy mình cũng đã 70-80 tuổi rồi. Do đó mình mới vừa thọ được cái tỳ kheo giới, mình ở hầu thầy có 2 năm mà, thì thầy mình viên tịch. Lúc đó mình học về kinh luật luận thì mình cũng chưa có xong, mới có 2 năm đâu có hiểu gì. Do đó thầy mình mất rồi, ở dưới thì không có ai hết, chỉ có mình. Do đó mình đôn lên cái chức trụ trì, và từ đó mình nằm ở trong cái sự chỗ mà vô minh, tại vì mình học chưa đầy đủ. Rồi cái hoạt cảnh của chùa hàng ngày mình gia chạm, rồi có những cái sự bên ngoài của các đệ tử, nhiều khi người ta đau khổ, người ta đến, người ta cũng đến, người ta tâm sự với mình, hay là nhiều khi người ta có những cái điều gì cũng tâm sự với mình, nhưng mà lúc đó cái lực mình nó không đủ, do đó mình nghe những điều này mình chịu không nổi. Và sau cùng còn có những cái sự cám dỗ, những cái danh, những cái tài sắc bên ngoài nữa, do đó mình chưa đầy đủ lực thì trước hay sau mình sẽ thối chuyển, mình sẽ ra. Thì cũng như vậy, trên con đường đi tìm châu báu thì châu báu ai không thích, nhưng mà đi nửa đường thì tự nhiên nó phải có sự mỏi mệt đó. Và khi mà mỏi mệt rồi đó thì người ta không còn muốn tìm châu báu nữa, muốn trở về. Thì cái vị đạo sư này có một cái trí huệ rất là siêu việt. Ngài tự làm những cái chỗ ở cho những cái người khách lữ hành đi xa mệt mỏi này dừng trụ một thời gian. Sau khi mà vị đạo sư này đã thấy rằng những vị này đã hoàn toàn lấy lại sức, thì mới khuyến khích những vị này bắt đầu tiếp tục đi. Bởi vì cái chỗ mà quý vị đang ở chưa phải là cái chỗ mà đạt được, lấy được châu báu, mà cũng phải chưa phải là chỗ mà ở vĩnh viễn được. Bởi vì đây là cái nơi mà cái người đạo sư đó chỉ tạm thời làm nên để cho quý vị tạm nghỉ mà thôi. Cái chỗ mà quý vị lấy được châu báu, quý vị nghĩ thật sự, đó là cái nơi mà cứu kính nước bạn. Như vậy trong cái đoạn kinh này là Đức Phật muốn nói rằng trên con đường mà đạt được cái tánh giác của bản tâm thì không phải trải một ngày, một tháng, một năm hay là 100 năm, mà trải qua một thời gian lâu xa. Ngoài cái thời gian lâu xa thì nó còn những cái trở ngại của cái hoàn cảnh, của cái cuộc sống, rồi của những cái nội tâm và cái sắc tướng của ngoại tâm. Do đó người tu thường bị thối chuyển trên đường tu học. Nếu mà mình tu không có thầy, không có bạn, giống như thầy nãy thầy nói chuyện một vị sư mới vô mà thọ tỳ kheo rồi 2 năm sau thầy mất lên để mà trụ trì, thì chưa có thông được Phật pháp, chưa hiểu được lý vô thường, thì trước hay sau gì cái tài danh sắc lợi của thế gian nó cũng kéo vậy đó, cuốn trôi, bởi vì mình chưa đủ cái lực. Thì cũng như vậy, trên đường mà mình trở về trong cái bản tâm thì nó có nhiều cái trở lực lắm, và nó đòi hỏi một cái thời gian nó rất là lâu xa, chứ không phải là một ngày hay là một tháng, một năm. Những vị thiền sư mà quý vị thấy rằng khi nghe một cái vị tổ mà nói một câu rồi đại ngộ đó, thì những vị thiền sư này đâu phải mới tu kiếp đâu. Những vị này đã từng mặc áo bào đã vô lượng kiếp rồi. Nhưng ngày hôm nay, bởi vì cái công tu chưa viên mãn, thị hiện là cõi nhân gian, và nhờ gặp những cái vị mà thầy
đã minh tâm, do đó lời nói của vị thầy nó làm cho mình bùng dở được tâm thức và từ đó chứng đạo. Vì vậy mà trong cái đoạn kinh này Đức Phật ví dụ Ngài giống như một vị đạo sư, và Ngài đã hiểu rõ được tâm tất cả chúng sinh, nên Ngài đã dùng những cái phương pháp để cho tạo thành những cái hóa thành. Những cái hóa thành này là cái gì? Những cái hóa thành này là những cái chỗ mà thầy vừa giảng hồi nãy, là chỗ mà các chư A-la-hán thánh tăng, chỗ mà các chư bích chi, các ngài ngự trong đó. Tất nhiên là chỗ mà vô dư niết bàn, hay là chỗ mà hữu dư niết bàn. Bây giờ thì Đức Phật mới nói rằng cái chỗ mà các ông đang nghỉ ngơi đó thật sự chưa phải diệt độ, chưa phải là chỗ hoàn toàn diệt độ. Và những cái bủ châu mà các ông cần mà để lấy đó, và cái chỗ mà các ông thật sự nghỉ ngơi đó, nó vẫn còn xa, các ông phải tiếp tục hành trình. Do nhờ Đức Phật biết chuyển hóa tâm của chúng sinh, biết tạo những hóa thành của, cho chúng sinh, do đó Đức Phật đã giúp cho chúng sinh đi một nửa đoạn đường, và nửa đoạn đường từ hóa thành còn lại đi trở về cái Phật đạo, thì chắc chắn rằng những cái vị chúng sinh này đầy đủ tín tâm để đi. Tại vì sao? Tại vì những bậc hầu hết là các vị thánh A-la-hán, các ngài đã ngộ được pháp vô sanh pháp nhẫn. Mà khi mà ngộ pháp vô sanh pháp nhẫn rồi, thì tín tâm của những vị này rất là cao. Do đó các ngài không còn thối chuyển giống như là mới bắt đầu trong cái cuộc khởi hành. Như vậy quý vị thấy Đức Phật là một cái bậc mà pháp dương, ngài hiểu thấu được căn tánh của chúng sinh. Và ngài tùy cái căn cơ của chúng sinh, tùy phương tiện mà dẫn dắt chúng sinh. Mà ngài dẫn dắt tất cả những cái bậc đệ tử của ngài đi vào ở trong cái hàng vô sinh pháp nhẫn, tất nhiên là thánh tăng A-la-hán cũng rất là hay rồi. Từ đây những vị này sẽ bắt đầu đi vào hành trong cái phương tiện Phật thừa. Và khi mà các ngài đi vào Phật thừa thì các ngài sẽ bớt đi những trở ngại. Bởi vì sao? Bởi vì các ngài đã nhập vào cái dòng thánh giả rồi, không phải còn phàm phu. Các ngài, tâm các ngài không còn mê luyến ngũ dục như tất cả các người trên thế gian. Thành ra Đức Phật đã tùy duyên để đưa các đệ tử của ngài lên một cái bậc rất là cao. Và từ cái bậc đó tín tâm nó đầy đủ, những cái bậc đó bắt đầu đi tiếp, và chắc chắn rằng những cái bậc này sẽ thành đạo. Thì quý vị cũng vậy. Ngày hôm nay quý vị chưa có đủ tuệ nhãn để biết rằng mình đã tu qua bao nhiêu số kiếp. Do đó thầy đã trình bày quý vị, trong đây có người cũng đã trải qua ba A Tăng kỳ kiếp, thì cũng có người trải qua một, có người trải qua hai, và có người cũng có thể trải qua gần ba. Thành ra không có thể nói được. Có những vị có thể rằng nhờ một cái vị thiền sư hay một vị thầy nào đó, chỉ cần gỡ một cái gút mắt nhỏ thôi là quý vị bừng tỉnh ngay lập tức, trở về với bản tánh chân nhân. Nhưng mà quý vị nên nhớ rằng, quý vị trở về được bản tánh chân như không phải là mới có một kiếp tu, mà quý vị đã vô lượng kiếp tu. Thành ra có một cái vị hỏi thầy: kính bạch thầy, con xin hỏi thầy, thầy tu được bao lâu rồi? Hỏi thầy câu đó, thầy mới trả lời: nếu mà ông hỏi tôi thì tôi cũng thưa lại với ông cho thật tình. Nếu mà nói tính về số kiếp tu của thầy, ông tính không nổi đâu. À, đó là thầy nói thật chứ không phải là thầy nói dối. Cũng như quý vị cũng vậy. Nếu mà nói tính về kiếp số tu của quý vị, ai có thể tính được, nói cho thầy nghe đi. Ngoài Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật thôi. Các ngài biết tất cả cái tâm của tứ chúng ở trong đây. Chứ ngoài ra ai mà biết được tâm của quý vị. Bởi vì Đức Phật biết được tâm của tứ chúng, do đó quý vị đã thấy thầy trình bày cái bản kinh Diệu Pháp Liên Hoa kỳ trước. Và Đức Phật đã thọ ký cho một kiền liên, thọ ký cho Tu Bồ Đề, để trở thành Phật Đạo. Như vậy thì cái bản kinh Diệu Pháp Liên Hoa, cái phẩm Hóa Thành Dụ, đến cái phần này coi như là đã viên mãn. Còn cái phần mà tụng lại cái bài kệ, thầy mời Chân Nguyên Pháp tụng cho hết cái bài kệ của phần số 17
Và tuần sau, thầy sẽ bắt đầu